cái cho anh chưa? Đó muốn dài lên tí không? Nét ngã rồi. Tôi thấy con bóp lại à. Sì. Sì. Người cái vẫy sao? Bóp lại màu gô á. Đó, người cái đùi thấy không? Nó đang bị hơi bị nhẹ thôi. Đó thấy không? Sì. Đúng không? Đó. Con này có bầu nó đắt về con trước nên thấy gì bên kia sao rồi nổi con này có bầu luôn này cá bầu nhiều quá này con này bầu này ừ cá mai kêu nó bắt mấy cá bầu về ép cho nó đẻ bên chú đẻ chưa nó đẻ con mà bạch nhé à. Wow nó đẻ trứng nhiều quá mà không có được con nó con cái quá trời luôn ừ mà con này có bầu đẹp này. Ủa sao bên hồ chú không được hả? Con nó đẻ thuốc mà con bệnh nha à. Đâu dám bỏ thuốc rồi đâu dám bỏ được vô à. Rồi nó lấy con này con đực này bắt con đực này là ép này con này con đực này ép với con này đực đẹp này. Mấy con này bảo đảm chứ giờ bắt lên cái hồ mới nó đẻ liền hồ này nó lừa đây là những công việc của mình làm ở Mỹ nha các bạn có ai kêu đi sửa filter hồ cá là kêu mình đi sửa bây giờ này là người ta mua mình về hư ống nước hay giờ mình sửa hết rồi mình bị lít phút này à, có nghĩa cái dạng này mình phải thay hết rồi tại bị trời tuyết cái vụ mà trời tuyết bên mình á nó sập bể mấy ống nước này cũ quá nên nhà này không có bể ống nước à bể mấy dành này nhà có nhà người bể nguyên cái dành filter luôn để nguyên cái dành nước một cái à, nước trong lại đang
giá keo sáng giờ làm mình không quên cầm thùng. Và công việc của mình mỗi ngày sống mà mì làm nghề tự do mà muốn làm keo gì làm đó. Đây là vườn bonsai của chú, mình làm nghề gì làm. Mấy ống này thay hết rồi à, chú? Mấy này có còn lít không? Ok rồi, ok. Rồi chú qua lúc nào vậy? Ồ. Nó bị nghẹt nước hay sao, cái ống nó hư rồi. Ừ, này thay cái mới nè. Có mới nè, xài mới đi. Đây này, có cái máy kia cắt nhanh này. Đây cái máy để qua đây cắt ống easy này. Này này này, đủ với sông sẽ chạy nước hết rồi. Giờ thả cá mấy con này giữ ngoài đây rồi tối đây thả cá luôn. Hai thùng giờ trong này làm cái thùng nữa. Trời 8, 4, 3. Trong này chơi hồi nổi. Đây là hồi nổi. Vừa mùa này cái gì cũng cái gì cũng lên giá vậy đó. Ông lấy ra đi. Rồi, lấy ra. Thế cái tay nhặt cái gì cũng lên giá, gỗ cũng lên giá. À, hồi xưa mua gỗ có 12 mấy đồng, giờ lên một cây gần 30 mấy đồng, giờ cái gì cũng lên giá. Đây hồi mấy con ăn gì gì cũng lên giá hết, mà người không có lên giá nha. À, giờ ngồi vừa uống ăn chai bia. Giờ đang chỉnh lại cái hồ. Lấy cục gạch á kê lên. Nó cái cục gạch chọn được cái cục đó phải dày hơn. Còn mua đó mua cát bỏ xuống nữa mà.